Quên Honda SH đi, dân tỉnh săn đón mẫu xe gà Honda vừa ra mắt giá 84 triệu đồng, thiết kế cực đẹp. Mới đây, Honda đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp cho mẫu xe tay ga Rionov Plus 125 tại thị trường Lào. Xe được mở bán với mức giá 64.680.000 lách, tương đương khoảng 84 triệu đồng. Honda Rionov Plus 125 có 4 màu sắc thân xe cho khách hàng lựa chọn gồm xanh đen, xanh lá cây, trắng và vàng. Khác với kiểu dáng phổ biến của các dòng xe tay ga Honda, do Rionov 125 gây ấn tượng với cụm đèn pha hình cầu sử dụng công nghệ LED hoàn toàn, đèn chiếu hậu cũng dùng công nghệ LED trong khi đèn xi nhan vẫn là halogen. Xe được tích hợp cụm đồng hồ LCD toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số. Ngoài ra, Honda Rionov Plus 125 cũng được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key hiện đại. Hốc chứa đồ đầu xe của Rionov có kèm cả công sạc USB tiện dụng cho nhu cầu sạc smartphone, tablet khi cần. Mẫu tay ga này còn sở hữu cốp chứa đồ rộng tới 30 lít phía dưới yên xe rất tiện lợi cho nhu cầu chứa đồ đạc, vật dụng. Honda Rionov Plus 125 hoàn toàn mới sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1902, 683, 1144mm, chiều cao yên 780mm. Kích thước này gần như tương đương với dòng SH Mode tại Việt Nam. Sàn xe phẳng cung cấp không gian để chân rộng, trong khi đó yên xe được thiết kế liền khối, bọc da. Cả hai bánh đều trang bị mâm đúc kích thước 12 inch. Honda Rionov Plus 125 vừa ra mắt tại Lào, cũng được trang bị động cơ ESP Plus loại xi lanh đơn, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và công nghệ ngắt động cơ tạm thời idling start. Đáng tiếc là Rionov Plus 125 2024 tại Lào vẫn chưa sở hữu công nghệ chống bó cứng phanh, ABS.